Anh đi quay thôi. Bị người yêu dỗi, chả có tâm lý đi quay gì cả. Thế anh đã dỗ chị ý chưa? Bây giờ con gái dỗi, chả biết người ta nghĩ gì để mà dỗ luôn ấy. Ok, thế bây giờ đi hỏi thử nhá. Con gái thì nghĩ gì khi mà giận dỗi? Em đã có người yêu chưa nhỉ? Em có rồi ạ. Yêu được bao nhiêu lâu rồi? Chắc gần 1 năm ạ. Thì có bao giờ dỗi người yêu chưa? Có, bọn em thì dỗi nhau nhiều. Thường là về những cái câu chuyện linh tinh vớ vẩn, không đồng quan điểm. Tự nhiên kiểu là em nhớ anh ấy, em sẽ dỗi. Hoặc là anh không làm một cái gì đấy cho em. Tự nhiên yêu quá thì giận. Thì khi dỗi thì em thường nghĩ gì? Em nghĩ là tại sao đối phương nó họ lại làm như thế. Khi giận thì em nghĩ là sao tự dưng mình lại giận người yêu mà đang yêu bình thường thì lại giận. Em cố nghĩ theo một cái khác, không quan tâm về vấn đề đấy nữa. Thì nếu mà người yêu em không biết được cái vấn đề mà em đang dỗi, xong người yêu em không dỗi em thì sao? Thì chắc em phải đổi người yêu. Em sẽ nghĩ là rất là vô tâm, không có trách nhiệm. Yêu quá thì giận. Tự mình làm đau bản thân thôi à? Ok. Có bao giờ kiểu em sai rồi anh xin lỗi em đi không? Lúc nào cũng hát câu đấy trong đầu luôn. Sao anh không dỗi em? Bây giờ em đang dỗi mà anh phải có trách nhiệm dỗi em chứ. Em là công chúa mà. Anh phải chiều công chúa chứ. Công chúa không bao giờ sai đúng không? Thế còn khi dỗi các bạn nữ thường nghĩ gì? Hãy comment phía bên dưới cho chúng mình biết nhá.